Có một cái tay. Có một cái tay vừa nó bám một cái thành này đi. Kia gần cuối kìa. Nhìn to chưa? Nhìn kia. Này. Để người ta quay cho mọi người xem. Nó to ấy. Nhìn xa lắm, nó quay. Kia mọi người thật sự xa lắm kìa. Nhìn một cái tay. Đây là nó như của nó bám vào cái tay. Cái gì đấy? Đi đi anh. Hả? Cái gì? Sẽ đánh à? Chứ không phải hiểu. Cúi thấp người xuống rồi nhé. Nó đi đâu vào rồi? Tới chưa? Đây, tới rồi đây. Mọi người ạ, thì hôm qua là mình về và mình có phát hiện trong nó có một cái bóng người. Mình với anh ta. Tao sợ là mắt mày mắt hoa là không có người trong mày. Hôm qua tại anh được cưới không quay vào thôi. Nhưng mà lúc đấy tao đứng dưới tao có kịp quay đâu. Có người gù gù mà. Thì hôm nay mình Minh Đại đã quyết định là sẽ đi lại và xem. Và đi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Để xem bên trong cái trại lợn này nó đang thì có một cái điều gì nó giấu ở bên trong là về tâm linh hay là về cái kia. Hôm qua cả đêm mình không ngủ được mà mình chỉ nghĩ đến cái bóng mình thôi. Tối thậm chí là mình còn nằm mơ. Em nằm mơ là như kiểu là là ma cơ mà đuổi. Cũng như là ma không nhìn mặt mà là nằm mơ là nó đuổi luôn quay cái trại lợn này. Mà mãi em không chạy được, cứ chạy kiểu vậy không giơ tay lên thôi. Chắc là mệt bị bóng đè gọi là mệt ấy thôi. Không biết nữa. Tao nghĩ là có khi mày nhìn nhầm. Rồi anh em mình thấy vào đi. Trong đây làm gì có người bỏ hoang lâu lắm. Rắn rết ở đây đầy ai dám ở. Đi vào xem như thế nào. Bây giờ phải đi hết các chỗ này này. Bởi vì anh em mình đi xuống dưới đây xem có không. Này, cái vết chém nó còn ở đây đấy. Người ta làm cái gì thế? Vết chém anh nhìn chưa? Ừ, đây là sao? Người ta làm gì đấy? Hay là chặt tre thôi. Đánh nhau. Không, người ta chặt tre đi thấy. Chắc làm gì rồi? Nói nhỏ thôi. Rất tối rồi. Mọi người ạ, tại vì là trong cái căn phòng này là nó có 5 cái trại lớn ở nguyên một khu đất ở giữa rừng này. Mà mình nghe nói là trước đây là có một cái đại dịch gì về lợn ấy, cho nên là chết hết lợn và người ta là bỏ hoang từ cái trở đi. Đến hôm qua thì anh em mình đi vào thì phát hiện những cái tiếng kêu lạ, tiếng không biết là tiếng gì nữa. Và đến khi mình nhòm vào cái lỗ như này, cái lỗ cửa sổ như này, thì nhòm thì ở không, mình không nhớ là ra lợn nào nữa. Nhưng mà như kiểu nhìn thấy có cái bóng nó đi qua, mình không biết đấy là ma là người nữa. Cho nên hôm nay là anh em mình là có chuẩn bị là một thùng một đèn đi để khảo sát lại xem. Nếu có mệnh hệ gì thì anh em mình là ấy luôn, chiến luôn ngõ. Từ từ xem thì nó rất là nguy hiểm khi mà bay nhìn thấy cái bóng này mà mình thì mình lại không kịp nhìn mọi người, không hiểu cái đấy là cái gì. Khu trên đây là một cái trại nữa này, đây rất là rộng luôn mọi người, lên nhá, nó có nhiều gian lắm, đi đi đến nhẹ nhàng. Anh có nhìn thấy cái lỗ nhỏ nhỏ không? Ừ. Cái màu gì kìa? Như kiểu là ấy, à sáng ấy.
có gì đâu. Đi vào, đi vào, vào xem nào. Đi vào không? Có nghe gì không? Lại có tiếng rồi. Ừ nhỉ. Thấy chưa? Sao nó cứ kiểu gì gì nhỉ? Nghe như kiểu là cái cây. Cái này trong cái cái gì này? Đúng. Dây nịt. Ôi dây nịt bụi hết rồi. Dây nịt bụi hết rồi. Trong này không có gì. Cái gì đây? Hả? Cái gì? Trai mày cứ sờ linh tinh. Anh ơi, cái này như kiểu đất đá này. Ui anh ơi, anh có nhìn những cái viên viên gì không? Ừ. Viên viên trắng trắng này. Ừ. Bọn này rồi, chắc là có người vào đây đập đá rồi. Có người đây. Hay là bọn nghiện biết gì. Bởi vì cái chỗ này là người ta bỏ hoang rất là lâu rồi mọi người. Đi lên cái trại này. Cái trại hôm qua ấy đâu? Hả? Em đang tìm đấy. Hôm qua mình nhìn thấy bóng người ở chỗ nào? Bây giờ mình vào cái gian đấy đi. Xem nó có. Bên này gì? Đi nhẹ nhàng thôi. Rất là ghê không? Sợ là cái thằng này nó nhìn nhầm như thế. Đây thằng chỗ ai? Cái chỗ đấy là người ta. Cái chỗ đó vừa nãy thằng nó chơi đá là cũng lâu rồi. Ừ. Có tiếng gì sao này? Vừa chạy qua. Vừa chạy qua. Vừa cái bóng chạy qua. Nhẹ nhàng thôi. Mày từ từ xem ai đó nhá. Không ngờ là mày ném vào người ta chứ đấy. Thấy không? Thấy gì không? Trong này tối ngon này. Ui, trong này nhiều gian đấy. Nhiều gian này. Em sợ đi đi. Nó nấp đấy nó đập mình em mình thôi. Cái lỗ này. Mày có nhìn rõ người khai này cái bóng hay là nó chạy thích bên kia rồi? Đi vào xem đi. Em sợ. Nếu mà người thì sợ gì đâu. Sợ nó lắm. Có một cái tay. Có một cái, có một cái tay vừa nó bám một cái thành này đi. Kia gần cuối kìa. Nhìn to chưa? Nhìn kia. Này. Chúng ta quay cho mọi người xem. Nó to ấy. Ủa nhưng mà xa lắm không quay được. Thế mọi người thật sự là xa không kìa. Như có tay. Đây là... như kiểu nó bám vào bờ tường này. Hay là nó theo dõi anh em mình. Ai biết được. Nhưng mà theo dõi thì mình làm sao mà theo dõi thế. Hôm qua đúng em nhìn cái bóng ở đây. Hôm qua anh em thò đầu đây vào. Đấy nó cứ đi như này này. Nhưng mà lại nhìn vào mà. Nhưng mà mày nhìn thấy bóng như làm sao? Ấy cái gì ấy? Cái gì ấy? Cái gì kêu ấy? Cái gì kêu ấy?
Không có chiếu này. Hả? Đúng không có chiếu. Có chiếu đó. Để anh xem nào. Ui, ở đây có cái chiếu mọi người. Nó ném chạy đi, ôm đầu vào không nó ném mũi đâu bây giờ. Ôi, chết rồi. Ôm đầu cúi xuống. Ui, tôi chết. Ui, nó vẫn ném đâu, nó ném đằng sau ấy, nó ném đằng sau ở chỗ này này. Thôi, tôi chạy đi chạy đi về gọi anh em thôi. Chạy đi nhanh nhanh.